Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể tự tập lái xe. Đây là một trong những cái mà người chúng ta rất là cần khi mà chúng ta điều khiển một chiếc xe thì chúng ta cần phải tập lái như thế nào. Thì trong cái bài hướng dẫn ngày hôm nay thì tôi sẽ chia ra thành hai phần. Trước hết thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta bước đầu tiên để chuẩn bị tập lái xe thì như thế nào. Và bây giờ thì tôi xin hướng dẫn cái phần đầu tiên. Để bắt đầu cho cái bước đầu tiên để mà chúng ta tập lái xe thì tập lái xe thì nó có đa dạng. Chúng ta cũng có thể nhờ thầy hoặc là ở trường họ có thể dạy cho chúng ta lái xe. Tuy nhiên thì đây là cái phương pháp mà để cho chúng ta tự tập đó. Thì nếu mà chúng ta tự tập lái xe thì dĩ nhiên bên cạnh chúng ta sẽ có một cái người họ có cái bằng lái ít nhất là 2 năm, thì họ có thể ngồi kế bên và chúng ta cũng sẽ tự tập lái một cách rất là dễ dàng. Thì trước hết để cho chúng ta tập lái xe thì chúng ta sẽ ngồi vào trong chiếc xe. Khi chúng ta ngồi vào trong chiếc xe thì có những cái bước căn bản đầu tiên để mà chúng ta có thể bắt đầu. Thì trước hết thì chúng ta phải chỉnh cái ghế. Chúng ta phải chỉnh cái ghế thì chiếc ghế của chúng ta thì nó có hai thể loại, có thể chỉnh tự động và có thể chỉnh bằng cơ. Thì đây là chiếc ghế chỉnh tự động. Thì đây là cái nút mà chúng ta có thể di dời cái ghế nó ra sau hoặc lên trước cho nó vừa tầm với cái chân của chúng ta. Cái chân của chúng ta không có đụng vô đây. Tôi ví dụ là chúng ta không thể nào ngồi lái xe mà đụng như vậy thì nó sẽ rất chật chội và nó gây rất là nhiều trở ngại. Thì chúng ta sẽ dời cái ghế cho nó rất là thoải mái như thế này đó. Và đây là cái để lưng, thì chúng ta có thể cho ngồi thẳng lên, chúng ta có thể ngửa ra tùy theo chúng ta cảm thấy như thế nào để cho chúng ta cảm thấy thoải mái để chúng ta ngồi lên đó. Và đây là cái nút đó, thì chúng ta đưa ghế lên và đưa ghế xuống đó. Đây chúng ta đưa ghế lên đó, thẳng lên. Và luôn luôn chúng ta nên nhớ là cái chân của chúng ta là thoải mái để cho cái chân phải có thể di chuyển. Gót chân của chúng ta, các bạn nhìn thấy đây, gót chân của chúng ta ở đây thì chúng ta không để qua một bên, chúng ta không thể để qua một bên mà chúng ta để ngay ở giữa như thế này. Để chi? Để cho cái đầu của đôi giày chúng ta có thể chạm tới cái chân thắng và chạm tới ga đó. Thì đây là cái việc hai cái chúng ta có thể di chuyển qua di chuyển lại. Đây là cái tư thế chúng ta ngồi, đây là cái bước đầu tiên để mà cho chúng ta chỉnh cho chúng ta ngồi bên chiếc xe. Và đây là cái bước thứ hai, sau khi chúng ta chỉnh cái ghế ngồi cho nó có một cái sự thoải mái để cho chúng ta ngồi trước khi chúng ta lái chiếc xe, thì đây là cái bước thứ hai để chúng ta chuẩn bị trước khi chúng ta cho chiếc xe di chuyển để chúng ta bắt đầu tập. Thì trước hết thì chúng ta phải chỉnh cái kiến chiếu hậu. Thì tất cả các loại xe thì nó đều có cái đồ chỉnh kiến chiếu hậu bên trái và bên phải. Và chúng ta có thể gặp qua bên trái thì chúng ta có thể chỉnh kiến chiếu hậu. Chúng ta có chỉnh rất là rõ ràng. Đó. Chúng ta gặp qua bên phải thì chúng ta cũng chỉnh. Đó. Thì cái phương pháp mà để chúng ta chỉnh cái kiến chiếu hậu thì chúng ta nhìn cái góc ở bên này của kiến chiếu hậu đó. Thì nó phải đụng vô trong cái mé thành của cái cửa sau của chiếc xe. Còn phần lớn là chúng ta sẽ đưa nó ra bên ngoài để cho chúng ta nhìn thấy cái góc nó rộng hơn. Chúng ta nhìn thấy hai bên cái góc nó rộng hơn. Và thứ hai thì chúng ta sẽ chỉnh cái kiến này để chúng ta nhìn ở giữa. Chúng ta nhìn ở giữa cái trung tâm của cái kiến đằng sau để chúng ta nhìn thấy những chiếc xe đằng sau. Có nghĩa là khi chúng ta nhìn cái kiến này, chúng ta thấy chiếc xe đằng sau là chiếc xe đó nó đi đằng sau chúng ta. Và hai cái kiến chiếu hậu thì chúng ta sẽ quan sát những chiếc xe nó chạy hai bên hông. Và chúng ta bắt đầu khởi động chiếc xe. Chúng ta bắt đầu khởi động chiếc xe cho nó nổi lên thì chúng ta sẽ... Đây là cái hoa lăng. Đó. Thì khi đây là hoa lăng thì những cái chi tiết là về những cái đèn hay những cái này tôi sẽ hướng dẫn sau, nhưng mà tôi chỉ hướng dẫn về cái cách để chúng ta chuẩn bị tập lái xe. Và các bạn nên nhớ là khi các bạn cứ tự tin ngồi lên một chiếc xe như thế này thì cái người ở bên cạnh của các bạn dù cho không có chỉ hướng dẫn các bạn chi tiết đi nữa, các bạn cũng có thể tự mình lái một chiếc xe đi theo cái sự hướng dẫn của cái bài tập ngày hôm nay. Thì sau khi các bạn khởi động chiếc xe xong thì cái tư thế của các bạn là luôn luôn cái chân lúc nào cũng phải để vào trong cái chân thắng trước để các bạn ghìm chân thắng.
và cái tư thế là để chúng ta cầm lên cái quan lăng chiếc xe, thì luôn luôn ở đây các bạn thấy nó có hai cái những cái gờ như thế này, thì các bạn luôn luôn cầm với cái ngón cái nó giữ trên đây. Đó là cái lúc mà chúng ta đang tập. Còn khi mà chúng ta thành thạo rồi đó thì chúng ta muốn cầm như thế nào cũng nó cũng có thể thoải mái được. Chúng ta có thể di chuyển như thế này, chúng ta có thể lái như thế này, nó như vậy. Nhưng mà khi chúng ta mới bắt đầu tập thì đây là cái tư thế mà để cho các bạn cầm cái tay lái để có thể phản ứng bất cứ một chuyện gì nó có thể xảy ra trước mặt chúng ta thì chúng ta cũng có thể phản ứng rất là nhanh. Đó, đây là cái tư thế chúng ta cầm tay lái và chúng ta để chân tinh thắng. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu cho chiếc xe nó di chuyển cái bước đầu tiên như thế nào, để cho tôi sẽ hướng dẫn cái bước này. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu cho chiếc xe bắt đầu từ từ di chuyển đi ra bên phía bên ngoài. Thì sau khi chúng ta nổ máy xe xong thì chúng ta sẽ bỏ vào trong cái hộp số, là chúng ta bỏ vào chữ đi. Đây là cái nút chữ đi, chúng ta sẽ bấm vào. Thì dĩ nhiên là mỗi chiếc xe nó đều có cái điều khiển khác nhau. Chúng ta có thể có cái cần gạt ngay đây, nhưng mà chữ đi thì là luôn luôn là chạy tới. Và chữ N là luôn luôn là cái neutral, là để cho chiếc xe nó không chạy nhưng mà nó có thể di chuyển được. Và chữ R là số lui. Và chữ B, P này là số đậu lại. Đó, thì đây là cái cần hộp số. Đó, thì chúng ta bấm vào cái nút chữ đi. Thì sau khi chúng ta bấm vào nút chữ đi xong thì chúng ta sẽ cho xe từ từ lăn bánh. Thì các bạn nên lưu ý là khi chiếc xe mà lăn bánh thì các bạn muốn quẹo đi bất cứ một cái hướng bên trái hoặc bên phải nào, thì cái tay lái của các bạn, cái quan lăng các bạn cũng sẽ di chuyển theo cái tốc độ gần tương đương với chiếc xe nó di chuyển. Các bạn di chuyển rất là chậm. Đó, cứ di chuyển chậm như thế này. Đó, các bạn giữ tay lái. Đó, các bạn cho chiếc xe nó di chậm. Đó. Thì các bạn đưa tay lái đi. Khi chiếc xe nó chạy thì bắt các bạn, cái tay lái là cái điều khiển để cho các bạn hướng cho chiếc xe nó đi theo cái ý muốn của mình. Nó đi theo ý muốn của mình. Đây, khi bắt các bạn qua bên trái, đó, các bạn đưa qua bên trái, các bạn cho chiếc xe chạy thật chậm. Ngay bước đầu tiên các bạn cho chiếc xe chạy thật chậm. Và tay lái nó khi nó đi tới đây rồi, các bạn sẽ thả tay lái ra ngược lại để cho điều khiển cho chiếc xe nó chặn đứng lại. Đó, thì đây là chuẩn bị ra cái đoạn đường đầu tiên để mà chúng ta chuẩn bị tập. Thì đây các bạn nhìn thấy cái góc bên trái, chúng ta sẽ đưa chiếc xe qua bên trái. Chúng ta sẽ chuẩn bị qua bên trái. Thì chúng ta sẽ quan sát hai bên không có xe. Đó, khi nào không còn chụp chiếc xe nào hết hai bên thì chúng ta sẽ cho chiếc xe nó chạy ra. Thì lúc này là cái chân của các bạn sẽ đưa qua cái bên ga. Cái chân ga các bạn đạp ga nhẹ, đó, không cần mạnh. Và các bạn sẽ đưa cho cái ga từ từ. Cái chân phải rất là đều. Các bạn đưa cái ga đều. Thì các bạn thấy rồi, cái đường nó sẽ uốn lượn cong như thế này. Đó, thì các bạn cũng sẽ dùng cái tay lái để mà di chuyển qua trái qua phải theo cái độ rất là mềm mại. Đó. Chúng ta di chuyển một cách rất là mềm mại, chứ không phải các bạn không cần phải gặt mạnh qua gặt lại. Chúng ta di chuyển rất là mềm mại. Thì đó là cái mà chúng ta là bắt đầu đặt. Thì các bạn thấy là đây là một cái bản stop đầu tiên trên cái đoạn đường. Thì các bạn khi gần tới cái bản stop thì các bạn cũng phải di chuyển cái chân qua bên cái chân thắng. Đó. Khi các bạn đưa qua cái chân thắng và gần tới cái bản stop, các bạn sẽ ngừng lại hẳn. Và khi các bạn ngừng hẳn thì các bạn phải cho chiếc xe phải ngừng thật là hẳn, và các bạn quan sát hai bên, bên trái và bên phải. Khi không có xe thì mình tiếp tục cho chiếc xe nó di chuyển. Và lúc này thì cái chân của tôi đã đưa qua bên chân ga và chúng tôi bắt đầu tăng tốc với một cái mức độ nhẹ. Đó. Thì rất là dễ khi tay của các bạn cũng luôn luôn giữ trên cái hoa lăng như thế này. Các bạn quan sát. Đó. Các bạn giữ tay trên cái hoa lăng như thế này. Đó. Khi chiếc xe nó di chuyển đi đó thì các bạn cũng điều khiển cái hoa lăng nó giữ theo cái làn đường của mình, nó giữ theo cái làn đường của mình rất là nhẹ nhàng thôi. Các bạn không cần phải gặt qua mạnh vậy, hay là qua trái qua phải một cách nó mạnh. Các bạn cũng di chuyển rất là nhẹ nhàng đó. Khi cái đoạn đường này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà nhìn cái phần đường đó. Đây các bạn cứ cho chiếc xe nó cứ chạy từ từ. Đó, chiếc xe nó chạy từ từ và các bạn cũng phải giữ tay trên cái hoa lăng như thế này để mà điều khiển chiếc xe mình nó nằm bên cái phần đường của mình. Đó, luôn luôn điều khiển chiếc xe của mình nó nằm trên cái phần đường của mình bên này. Đó, có thấy cái đoạn cong không? Đoạn cong bên trái thì các bạn cũng sẽ chuẩn bị để mà đưa cái hoa lăng nó, cái xe nó hướng qua bên trái một chút xíu để cho nó nằm trọn trong cái len của mình, mà mình vẫn tiếp tục cứ để xe nó di chuyển phần ga. Khi gần tới cái đoạn đường ở đằng trước thì cái sự quan sát của các bạn thấy là nếu là đèn đỏ thì các bạn sẽ giảm ga, các bạn sẽ đưa chân mình qua chân thắng và rà thắng nhẹ nhàng cho đến khi
các bạn thấy những cái làn đường ở đằng trước không? Đó, những cái gạch trắng ở đằng trước. Đó là những gạch trắng đằng trước. Thì trước khi tới những gạch trắng đó thì các bạn phải đậu xe lại, phải ngừng hẳn lại. Đó, thì khi ngừng hẳn lại thì các bạn dẫn tay dẫn để trên qua lăng. Và khi đèn xanh thì các bạn cho xe bắt đầu di chuyển. Tiếp tục chúng ta tập cho xe chạy, cứ cho xe tăng lên cái mức độ bình thường. Đó, xe chạy với một cái mức độ bình thường để rồi chúng ta cùng cái phối hợp từ cái tay lái, cái vô lăng xe, cái tay lái phối hợp chung với cái nhịp nhàng với cái xe nó di chuyển. Đó, các bạn phối hợp rất là nhịp nhàng như vậy thì không có gì mà khó khăn. Thì các bạn cứ giữ tay lái như thế này. Và ở đây tôi sẽ ngừng lại ở khỏi đoạn đường này một chút xíu, ngay khúc đây một chút xíu. Đó, tôi sẽ ngừng lại đây và tôi hướng dẫn các bạn cách để mà nhìn theo cái phân làn đường. Đó, thì các bạn nhìn ở đằng trước thì luôn luôn có hai cái vạch màu vàng. Đó, luôn luôn đường thì nó có cái vạch màu vàng. Thì mỗi một bên, hôm nay tôi tập cho các bạn một cái phần đường là nó chỉ có mỗi một bên một làn đường thôi, một lane thôi, một làn đường cho mỗi một bên. Đó, trước khi mà chúng ta tập thì chúng ta sẽ tập những đoạn đường này trước. Chúng ta không nên ra những cái đoạn đường mà nó có nhiều cái phần làn đường, nó sẽ làm cho chúng ta cảm rất là bối rối khi mà chúng ta chưa có điều khiển chiếc xe một cách vững vàng. Thì chúng ta nên tập những cái làn đường mà mỗi một bên có một phần đường như thế này. Thì lưu ý một chút xíu là khi các bạn thấy những cái làn đường mà nó hai cái vạch đường vàng như thế này đó, thì các bạn không thể nào quẹo trái được, không thể nào quẹo trái vô được. Mà các bạn thấy rõ ràng khi nó có cái cửa mở như thế này. Đó, cái cửa mở ngay đây thì các bạn được quẹo trái vô đây. Còn ngoài ra thì các bạn không được quẹo khi có hai cái làn đường vàng như thế này. Đó, và các bạn tập. Và lưu ý đó, khi các bạn ngồi trên chiếc xe thì các bạn phải định hướng được là cái mũi xe của mình ở bên phía trái. Cái mũi xe của mình bên phía trái nó gần với cái làn đường, gần sát với cái làn đường màu vàng. Đó, đó là chứng tỏ là bạn đã chạy trong cái làn đường của mình. Nếu như mà bạn nhìn thấy cái mũi xe của mình đó mà nó lấn qua bên cái phía gạch vàng bên kia. Đây, tôi ví dụ là bây giờ tôi cho nó qua một chút xíu. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đó, có nghĩa là cái qua lăng xe của tôi đó mà nó nằm ngay cái làn đường vàng đó, là có nghĩa là tôi đã lấn qua cái làn đường bên kia rồi. Đó, tôi đã lấn 1/3 qua làn đường bên kia rồi. Thì tôi lập tức sẽ đưa chiếc xe nó trở về lại. Đó, các bạn nhìn thấy không? Tôi đưa chiếc xe trở về lại. Thì tôi đã định hướng được là có nghĩa cái mũi xe bên trái của tôi ngay chiếc cái đèn đầu tiên. Đó, tôi định hướng được đó, nó nằm sát với cái làn đường màu vàng, là có nghĩa là đồng nghĩa với là chiếc xe của tôi đang chạy bên cái làn đường của tôi. Đó, chiếc xe của tôi đang chạy bên làn đường của tôi. Đó, và khi cũng như vậy, nếu như bạn thấy rằng là chiếc xe của mình mà cái phân làn đường nó nằm cách xa quá với cái góc bên trái đó, đó là có nghĩa là mình đã chạy sát vô bên trong làn đường bên trong rồi. Đó, cho nên là các bạn luôn luôn có cái sự chú ý rất là cao, nhưng mà cũng đừng có căng thẳng, đúng không? Chúng ta phải lái một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Khi chúng ta ngồi trên chiếc xe, chúng ta có một cái tự tin đó. Chúng ta nắm vững được một số những cái chi tiết, những cái chi tiết chính, thì chúng ta ngồi trên chiếc xe một cách rất là tự tin đó. Và chúng ta vẫn tiếp tục cho chiếc xe nó chạy với một cái mức độ đúng theo cái mức quy định. Ở đây thì nó sẽ cho cái mức độ quy định là 40. Các bạn sẽ quan sát ở bên trên nó có một cái tấm bảng là nó cho 40 mai một giờ. Thì chúng ta cứ chạy theo cái tốc độ đó, và chúng ta có thể chạy được 35 cho tới 40. Đó, thì chúng ta có thể giữ cái mức độ chúng ta chạy khoảng chừng 35 hoặc 40 theo cái mức quy định của làn đường. Đó, và một lần nữa thì các bạn nên chú ý về cái giữ cho chiếc xe có cái mức thăng bằng. Đó, một khi các bạn tự tin cầm trên cái chiếc qua lăng thì chiếc xe nó chạy rất là chuẩn. Nó không có làm cho mình cảm thấy là mình hồi hộp. Đó, các bạn cứ tự tin và ngồi như thế này, các bạn cứ chạy và luôn luôn quan sát ở đằng xa và gần. Tầm mắt của chúng ta là luôn luôn có quan sát xa và gần, chứ không thể nào chúng ta chỉ chú ý vào trong cái mũi xe của chúng ta không, và chúng ta cũng không thể nào mà chú ý ở cái tầm quan sát xa không. Chúng ta luôn luôn, cặp mắt của chúng ta luôn luôn là phải quan sát ở xa và ở gần, để chúng ta nhìn thấy những cái điều gì nó xảy ra ở bên trên kia, và cái gì nó sắp xảy ra, và cái gì nó có cái cản trở gì trước đầu xe chúng ta hay không. Thì chúng ta phải có cái sự quan sát đó. Chẳng hạn như giờ thì các bạn thấy là tôi sẽ nhìn quan sát ở trên là nó có cái đèn đỏ, ở dưới thì cũng có những chiếc xe đậu trước tôi, thì lập tức tôi sẽ giảm ga. Đó, tôi sẽ cho chiếc xe chạy từ từ lại, và lúc này thì chân tôi đã đưa qua bên thắng và chúng tôi đã cho xe chạy từ từ lại. Và khi cái nguyên tắc chúng ta ngừng chiếc xe cách chiếc xe ở đằng trước á,
với cái tầm mắt là nếu chúng ta nhìn thấy được cái bảng số xe của đằng trước thì đó là một cái khoảng cách chuẩn, một cái khoảng cách là chúng ta đã đậu rất chuẩn. Mà nếu như chúng ta không thấy được cái bảng số xe ở đằng trước đó thì là chúng ta đậu quá gần, đó là không đúng cái mức quy định đó. Các bạn nhìn thấy, nếu cái tầm mắt của mình nhìn thấy cái bảng số xe đằng trước thì có nghĩa là chúng ta đậu với cái khoảng cách rất là chuẩn đó. Và chúng ta khi xe đằng trước di chuyển thì chúng ta cũng sẽ di chuyển theo đó. Và một lần nữa thì tôi cũng nhắc lại là các bạn luôn luôn phải nhìn cái đầu xe đằng trước của mình bên trái, cái mũi xe đằng trước của mình bên trái luôn luôn nó sát, gần sát với cái làn đường vàng, cái vạch đường vàng đây đó, là đồng nghĩa là chúng ta đang chạy với một cái trọn trong một cái làn đường của mình rất là chuẩn đó. Các bạn luôn luôn quan sát vậy. Và tay các bạn thì luôn luôn lúc nào cũng để chân qua lăng đó. Và cái chân trái của các bạn thì luôn luôn phải cảnh giác là chúng ta có thể di chuyển qua bên thắng bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào mà khẩn cấp, hay là tình huống nào mà các bạn cần dừng xe một cách khẩn cấp thì các bạn sẽ di chuyển cái mũi giày chúng ta qua bên thắng một cách rất là nhanh chóng đó. Và cái chân phải, cái chân trái của mình thì có thể là phải để một cách nó thoải mái hơn. Tôi xin lỗi, là cái chân trái của mình để một cách nó thoải mái, nhưng mà chân phải thì luôn luôn là chúng ta có thể di chuyển qua thắng và qua ga đó. Thì các bạn nên nhớ là tay của mình là luôn luôn để bên cái qua lăng xe như vậy. Trên chiếc qua lăng xe thì cái qua lăng xe này á, cái tay lái này đó, thì luôn luôn nó có một cái sự điều khiển mà cho chúng ta có một cái độ rất nhỏ để cho chúng ta có thể qua trái, qua đưa qua trái và qua phải nó một cách nó rất là nhẹ nhàng. Thì khi chúng ta lái xe không, chúng ta không cầm một cái qua lăng cứng ngắc như vậy đó. Chúng ta không cầm cứng như vậy và gồng như vậy, không, chúng ta hãy để chiếc xe nó cứ một cách bình thường, các bạn đụng tới thôi, và giữ với một cái mức là bình thường đó. Chẳng hạn như vậy, chúng ta cầm cái tay giữ một cái mức bình thường như vậy thì chúng ta có thể nhích qua trái một chút, qua phải một ly đó. Qua trái một ly, luôn luôn cái chiếc xe nó có một cái sự nó như thế này, nó nhẹ nhàng đó, để cho chúng ta chi, để cho chúng ta khi mà gặp những tình huống gì ra chúng ta phản ứng nó dễ dàng hơn. Còn nếu như chúng ta cầm mà gồng như vậy đó thì thứ nhất là chúng ta rất là mỏi tay ha, và thứ hai thì chúng ta phản ứng nó rất là chậm ha, nó sẽ không có nhanh nhẹn hơn, cho nên cho khi mà cho nhanh nhẹn hơn lúc mà chúng ta cầm cái ba lăng một cách nó rất là nhẹ nhàng như vậy đó, mềm mại đó. Và chúng ta cứ cho điều khiển chiếc xe chạy đến cái mức ga bình thường, và nên nhớ là cái tay lái luôn luôn phối hợp với cái chân trái của cái đạp ga và đạp thắng. Khi chiếc xe chạy nhanh thì cái tay lái của chúng ta giữ với một cái mức độ cảnh giác cao hơn, và khi chúng ta cho chiếc xe chạy chậm thì cái tay lái chúng ta sẽ di chuyển nó nhẹ nhàng hơn đó, nó chậm hơn đó. Đó là để cho chúng ta di chuyển. Các bạn nhìn thấy những cái đoạn đường như vậy không, các bạn chạy nó cong cong như thế này đó. Và một điều nữa thì đây là cái bước thứ hai, là các bạn tập lái chiếc xe này xe thì luôn luôn sẽ chọn những cái đoạn đường như vậy. Có nghĩa là mỗi bên có một làn đường thôi thì nó sẽ tiện lợi hơn cho các bạn. Rồi sau đó khi mà chúng ta lái tới bước thứ 3 là chúng ta sẽ nhận định được những cái bảng stop, những cái bảng dừng. Rồi chúng ta sẽ tập để mà lái vào trong cái bãi đậu xe. Khi mà chúng ta lặp đi lặp lại những cái động tác đó nhiều lần thì khi mà thực thụ rồi đó, thành thạo, thông thạo rồi đó, thì chúng ta sẽ ra những cái đoạn đường mà nó có nhiều cái phân làn đường. Thì chúng ta lúc đó sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà làm sao để mà qua những cái phân làn đường khác đó. Thì đó là khi mà chúng ta thành thạo hết những cái công đoạn đó rồi đó, thì chúng ta sẽ lấy một cái bằng lái xe rất là dễ dàng. Nó không, và khi đây là cái bảng đèn đỏ, khi chúng ta đậu ngay đèn đỏ, và khi chúng ta đậu đèn đỏ thì mắt chúng ta luôn luôn quan sát xung quanh. Và trước mặt của chúng ta thì sẽ tới một cái bảng stop sign, là cái nơi cái bảng để mà hiệu lệnh để dừng lại. Thì đây các bạn nhìn thấy bên phải chúng ta có cái bảng, và cái sự quan sát của mình thì khi mình thấy cái bảng mà chỉ stop chỉ có một bên thôi, bên mình thôi, mà bên kia nó không có bảng stop, là có nghĩa đồng nghĩa với là có nghĩa là bên kia họ được cái quyền ưu tiên họ chạy, mình sẽ phải ngừng lại hẳn. Và mình sẽ quan sát hai bên, khi nào mình thấy hai bên không có xe thì mình sẽ vượt qua đó, mình sẽ qua. Mà cái sự quan sát đó rất là kỹ, khi chúng ta phải quan sát hai bên đó. Thì các bạn vẫn chạy tiếp tục như vậy đó. Khi các bạn tập lái xe thì các bạn chọn những cái con đường đầu tiên, chọn những con đường vắng
đó, có hai lần đường hai bên để cho chúng ta dễ dàng chúng ta tập hơn đó. Thì cái bước kế tiếp nữa thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà đậu vào trong bãi đậu xe, đậu trong parking một cách dễ dàng. Và chúng ta cứ đi những cái bước như vậy thì chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chúng ta sẽ khi mà thành thạo rồi thì chúng ta sẽ lấy được cái bằng lái xe. À, và đây thì khi mà các bạn tới một cái bảng stop như thế này nữa đó, để cho các bạn thấy là các bạn stop đây đó, là bên hướng bên đường mình, và trước mặt bên kia thì cũng là đường bên kia nó cũng có bảng stop đó, dừng lại. Thì đây là có nghĩa là khi mà chúng ta dừng lại như vậy đó, thì có nghĩa là xe nào đến dừng trước thì xe đó sẽ đi trước đó, các bạn thấy như vậy. Thì nếu mà chúng ta dừng trước, chúng ta quan sát, chúng ta dừng trước hai những chiếc xe kia thì chúng ta sẽ đi trước đó, chúng ta sẽ đi qua. Và các bạn nên nhớ mà khi chúng ta đi qua thì chúng ta đi qua với một cái tốc độ chậm đó, để chúng ta khi có những cái điều gì, chuyện gì thì chúng ta có thể dễ dàng để mà xử lý. Đây một cái bảng stop thứ hai nữa, cũng four way, là cũng bốn bên luôn, bốn bên đều phải ngừng hẳn luôn đó, bốn bên đều phải ngừng. Thì chúng ta ngừng hẳn như thế này và chúng ta phải quan sát, và chiếc xe nào cũng vậy, đậu trước ngừng lại trước thì chúng ta sẽ đi trước. Và chúng ta khi mà qua những cái đoạn đường như thế này thì chúng ta qua với cái tốc độ chậm, bắt đầu chạy từ từ chậm để chúng ta có thể xử lý nó dễ dàng hơn đó. Và bước kế tiếp nữa thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đậu vào trong parking. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn để mà đi đậu vô trong cái parking. Thì cái parking đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn đậu trong bên hướng bên phải. Thì khi mà các bạn muốn đậu xe, đậu vô cái parking bên phải đó, thì chiếc xe của mình sẽ lấy hết qua bên cái lằn bên trái để cho nó có một cái khoảng rộng để cho chúng ta dễ dàng để đậu vô. Còn nếu như các bạn để gần qua bên phải quá đó thì khó có thể đậu vô được lắm, mà nó không có thể thẳng được đó. Thì bây giờ các bạn quan sát khi chiếc xe của tôi đang đậu ở đây thì tôi đưa đã hết qua bên trên bên trái, và tôi cho chiếc xe sẽ di chuyển từ từ đến khi mà tôi chọn được một cái parking nào đó để vô, thì tôi sẽ đánh cái tay lái đi từ từ, nó nhịp nhàng chung với cái tốc độ của chiếc xe đó. Các bạn thấy không, tôi đưa chiếc xe đi, chiếc xe vào thẳng trong lằn. Khi mà chiếc xe vô được gần một nửa cái parking thì tôi sẽ trả tay lái cho nó thẳng lại đó, là tôi sẽ ngừng hẳn. Đó là cái cách mà các bạn có thể đậu vào trong cái parking. Và cũng như vậy, đây là cái lần thứ hai tôi sẽ chọn cách đậu parking bên trái. Lúc nãy tôi đậu bên phải rồi, thì bên trái thì các bạn nhìn thấy chiếc xe của tôi đang đánh hết cái tay lái qua bên phải để tôi chọn cái parking tôi đậu bên trái. Và tôi cho chiếc xe di chuyển từ từ. Các bạn thấy chiếc xe của tôi di chuyển từ từ cho đến khi tôi chọn cái parking để mà tôi vô, thì tôi sẽ đánh cái tay lái gần tới cái parking tôi chọn, thì tôi sẽ đánh tay lái từ từ. Tôi sẽ điều khiển tay lái từ từ đi thẳng vào trong cái parking đó, các bạn đã nhìn thấy đó. Khi mà chiếc xe, cái đầu xe đã đi vào trong cái parking thì tôi sẽ thả tay lái lại cho đến khi nó tầm trọn trong parking, tôi sẽ ngừng lại đó, các bạn nhìn thấy đó. Thì tuy nhiên là trong, các bạn nhìn thấy đều không, hai bên, tuy nhiên như thế này thì cũng không thể nào đầy đủ được. Nếu như các bạn tập lái xe thì sẽ cố gắng tập nhiều lần nó mới có thể thành thạo được để chúng ta đậu vào trong cái parking. Với một cái thời gian hạn hẹp như thế này thì chúng ta cũng không thể nào mà nói hết tới cái cách để mà chúng ta có thể tập lái xe. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi sẽ sơ lược lại thêm một lần nữa, là trước hết khi mà các bạn muốn tự tập lái xe, nếu như các bạn nhờ có một người ngồi bên cạnh các bạn mà các bạn muốn tự tập lái, thì các bạn sẽ đi những bước căn bản như sau. Là trước hết các bạn sẽ điều chỉnh chiếc xe, ghế ngồi và cho một cách nó rất là thoải mái. Và các bạn cũng sẽ tập theo cái bước thứ hai, là các bạn sẽ chọn cái đoạn đường mà các bạn chạy, thì nó có hai lần đường thôi, hai phân đường, một bên trái và bên phải. Thì các bạn hai phân đường đó thì các bạn dễ dàng để có thể điều khiển chiếc xe hơn. Và khi lái xe thì các bạn phải quan sát xa và gần, và tay lái và chân ga, chân thắng nó đều phối hợp với nhau một cách rất là mềm mại và nhẹ nhàng. Dĩ nhiên các bạn cũng phải để cái tinh thần của mình với một cái tinh thần thoải mái, đừng có áp lực gì. Chúng ta ngồi trên chiếc xe chúng ta cảm thấy tự tin, chúng ta có thể khống chế chiếc xe một cách tự tin đó. Thì đó là những cái điểm chính.
và các bạn sẽ học cách tập đậu vào trong parking. Và sắp tới nữa, khi các bạn chạy thuần thạo hết những cái đoạn đó rồi, thì các bạn sẽ bước sang cái bảng kế tiếp là các bạn sẽ chen lên, đổi qua những cái lằn đường, qua trái, qua phải để mà chúng ta lái. Thì sau khi các bạn cứ lặp đi lặp lại những động tác đó nhiều lần, cho đến khi các bạn thấy thành thạo, thông thạo hết những cái động tác đó, thì các bạn đã đủ điều kiện để mà đi thi để lấy một cái bằng lái xe. Dĩ nhiên thì trong một cái không gian, trong một cái thời gian hạn hẹp vậy thì không có thể nào nói đủ hết. Nếu các bạn nào đang trong cái giai đoạn muốn tập lái xe mà muốn biết thêm những chi tiết, biết thêm những cái điều gì cần biết thêm, thì các bạn sẽ để lại những cái comment ở dưới cái video này, hoặc là các bạn có thể liên lạc trực tiếp. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm những cái chi tiết hơn. Và nếu các bạn liên lạc với tôi thì tôi sẽ tận tình để mà hướng dẫn các bạn thêm, nó có đầy đủ những chi tiết hơn. Còn bây giờ thì nó chỉ cho sơ khởi những cái căn bản như vậy thôi. Một lần nữa thì chúc các bạn sẽ thành công trong cái bài tập lái xe ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.